trường thẩm mỹ Cedarback Beauty Academy trên vùng South Orange County, chuyên dạy tóc, facial, nail barber, professional makeup, nối lông mi, thầy cô kinh nghiệm và trường có cộng tác với những công ty lớn như Paul Mitchell, Poise Professional Makeup, Dermalogica, v.v. Sau khi tốt nghiệp bằng tóc, học sinh sẽ nhận được 43 unit tương đương với các unit của các trường đại học. Mọi chi tiết liên lạc ý nhi 714-981-6555, 714-981-6555. Em tới không học very lucky. Wait a minute, chứ đó là very lucky đó chị. I am very lucky chị. Em nghĩ mà nhiều khi chị biết không, nghĩ là em thấy cái cuộc đời mình, thành ra em mới nghĩ chị là em rất tin chữ duyên. Em không có đạo, you know, nhưng mà em rất tin đôi lúc trong cái cuộc đời của mình á, mình tin vào cái chữ duyên. Chị thấy không, tự nhiên em mới đi ra làm đây được 2-3 ngày, rồi em đi khám sức khỏe, gặp người bác sĩ giúp cho em làm ở việc chỗ đó. Chị thấy không, những cái mà trả tiền cho em cao nữa nha, mà em đi làm 11 đồng mà cái cô con bé cousin của em nó chở em đi làm, nó nói hả, không có ai mà đi qua bên đây mà đi làm ngồi bắt phone văn phòng thôi mà phải có người chở đi sáng rồi đón về, tại vì em không có xe. Cái đó là cái số rồi đó. I am very lucky chị. Em phải nói vậy đó, thì là khi có đôi lúc em biết là cái cuộc đời của mình sẽ gặp được nhiều chuyện nó khó, tại vì em qua đây em ở một mình, rồi những cái điều mà mình học được along the way nó phải khó hơn người khác. Không, chị thấy là cái vấn đề là em qua bên này là em nhiều cái shock của em khó, là tại vì em phải start it over. Nhưng mà ngược lại em gặp được những người giúp đỡ cho em và listen and cho em cái cơ hội. Giống như ngược lại chị thì chị chưa được cái may mắn như vậy. Chị chỉ có được cái may mắn là sắp chết, nó không chết thôi. That's it. Nó sắp chết, tới sắp chết, khi nào nhìn nó không chết, khi nó vẫn lớn lại, khi nó chìm kìm, nó lớn lại. Đâu thật sự đó, nhưng mà cái đó là tại vì cái sự gọi là cái sự cố gắng. But cái đó make cho mình là fighting, mình fight, không chết được. Yep. Tôi không chết được là mình mới sống lên lại, mình mới nâng lên lại cái tự nhiên cái một cái cuộc sống mới cho một cái công việc mới. Nhưng mà that's a very wow, it's very good. Rồi chứ bây giờ em, trong buổi chị nói chuyện với em là em có một cái công ty riêng hay là em làm cái gì đó cho em trong cái giai đoạn này phải không em? Em có, em đang thực sự ra tại vì em dự định chuẩn bị mở, nhưng mà tại vì cái trong cái tình trạng bây giờ mình đang về vấn đề sức khỏe cho nên em đang ngưng lại và đang trong cái thời gian là mình chuẩn bị. Hồi nhỏ là em thích về vấn đề xây dựng. Em coi tại vì hồi trước có một người bạn rất là thân đi làm về kiến trúc sư, khi vẽ đẹp, mà khi qua đây á là em coi về nhà cửa sửa sang, em thích lắm, cho nên rồi trang trí nội thất em coi những cái đó rất là nhiều. Thì em có một người bạn rất là thân trong cái ngành này cũng lâu rồi, nhưng mà em đang trong cái thời gian chuẩn bị. Nhưng mà giống như em nói là em có một cái mà em khi em qua experience my own experience là tại vì lúc đầu em sửa cái nhà của em thì cái người mà constructor người ta tới mà người ta cứ hẹn ngoài, người ta không bao giờ đúng giờ hết. Khi người ta làm tí xíu người ta bỏ chạy qua chỗ khác. Cái đó nó frustrated em. Em muốn, nếu mà em làm về vấn đề xây dựng, I have to keep my words. Thà là em nói chị, Nhi, I'm gonna sửa nhà chị một tháng, em sẽ nói chị cho em 2 tháng, chị suy nghĩ đi, nếu chị đợi em được 2 tháng thì em sẽ làm 2 tháng. Nhưng mà, tại sao là construction, tại sao không làm một người, tại sao không là cái nghề khác, tại sao không đi cắt tóc, làm thẩm mỹ rồi facial mấy cái đó, tại sao phải là construction? Chị biết không, em có một cái là em rất là dở mấy cái chuyện mà về chăm sóc thẩm mỹ, em dở lắm. Em không có hay như chị đâu, chị rất là hay, mà em nhìn chị là chị nói chuyện sơ sơ là chị có những cái trường dạy về beauty college của chị nó rất là hay. Thì em nghĩ là mình
em có một cái là em phải làm những cái gì em thích. Thì cái năm 2009 em ở bên đây và em có đi về Việt Nam, lúc đó là cái công ty, một cái công ty về food supplement gọi là Herbalife của Mỹ, họ rất lớn. Thì khi đó em là cái người cùng với một cái người bạn em, là một anh đó là một cái present team của Herbalife, em với anh đó về Việt Nam làm. Em làm cũng hơn một năm. Em làm cái đó là tại vì em tin vô cái product của cái công ty đó. Em xài cái product, em thấy nó tốt cho em như thế nào về vấn đề sức khỏe. Đặc biệt là sau khi mẹ em mất, bởi vì mẹ em có tiểu đường. Và chị biết không, cái người châu Á mình bị tiểu đường rất là nhiều. Đúng và rồi. High blood pressure rất là nhiều. Bởi vì trong cái thức ăn hàng ngày của mình, cái thức ăn chính quan trọng là lắm. Cơm. Người ta trong cái gạo cơm nó có nhiều đường quá. Mình, cái người Việt Nam mình, em có thể nói là bao nhiêu người bạn của mẹ em tới cái tuổi mà em hỏi 10 người thì hết 8 người bị tiểu đường. Mà khi mẹ em mất đi, cái chuyện mẹ em mất đi, em thấy rõ ràng bởi vì cái vấn đề sức khỏe và mình phải lo. Thì chính vì cái đó em tìm hiểu về sức khỏe rất là nhiều. Cho nên, và bản thân em cũng cái là em đi hát, nhưng mà mỗi lần mà xuyển lên thì làm sao mà đi hát được. Thành ra em lo về cái vấn đề sức khỏe nhiều hơn. Thành ra em khi em có cái cơ hội tiếp cận với người bạn em làm cái công ty Overlife, em có về Việt Nam em làm một thời gian. Đó là cái giai đoạn mà em cứ đứt bạn. Mà nó cũng may mắn cho em là em được một cái là bây giờ nếu mà em thích cái chuyện đó đó, em làm đó, chị trả em 5 đồng, 10 đồng, em không care. Nhưng mà cái chuyện đó mà em không thích, chị trả em 50, 100, em nhất định em không làm. Thì đôi lúc bị cái cảm hứng của mình nhiều hơn, tại em thích. Lúc đó em thấy cái việc đó là em muốn về Việt Nam giúp cho những người mà mình biết, mình quen, nói hết về chỉ là vấn đề sức khỏe thôi. Còn cái chuyện mà cái người đó có, người ta knowledge, người ta có muốn hay không là cái chuyện đó, chuyện họ. Thì em làm cũng gần 2 năm rồi em mới trở lại về bên đây. Thành ra cái chuyện của em nó có gián đoạn, bởi vì chị biết không, mình đi hát đôi lúc mình cũng phải nghĩ xa, giống như chị. Em nghĩ nếu mà chị là cái người mà không cần phải lo về tài chính, không cần phải lo về tương lai con của mình, thì tới giờ em nghĩ chị với anh Kenny Thái vẫn đi hát. Nhưng mà chị, you know what, chị có một cái là chị nghĩ hơn được, là nếu mà chị trong cái tình trạng bây giờ mình đi hát như vậy, khi mình có con thì như thế nào. Đó là cái lý do em quyết định không có con. If there was a time khi mà mẹ của em qua đây ở với em 2-3 tháng, bây giờ nằm kế bên thủ thỉ, thôi con đừng có chơi với cháu nữa, em có mấy đứa cháu mà, thôi con đừng có chơi với cháu nữa, giờ con có con đi. Phụ nữ mà ai cũng phải tới cái tuổi phải có con. Nhưng mà mình một phần mình lớn lên bên Việt Nam á chị, mình thấy mình khổ quá, rồi những cái đứa bạn xung quanh mình chẳng có đứa nào mà thấy nó sung sướng nhà giàu hết, mà sao thấy cái mình thấy thôi mình không muốn có con ở Việt Nam. Qua đây lại xách đồ đi làm, cuối tuần thì em hỏi chị làm sao một tuần có 3-4 ngày là ở ngoài trên máy bay hotel, thì làm sao mà mình spend time con nít. Con nít nó đâu có cần tiền, nó cần bên này khó lắm, bên này muốn có con á nó còn khó hơn bên Việt Nam nữa, tại bên bao này là sự đòi hỏi nhiều quá. Đòi hỏi nhiều quá thì nữa là không phải mình cá nhân mình không, mà mai mốt con nó trở thành nó lớn rồi nó sẽ đòi hỏi mình nữa. Thành thử là mình phải làm cho trọn, làm không đúng theo người ta thì mình sợ là mình bị thiếu thốn. Thành thử là cái gì mà make em happy is the best. So giống như chị nhìn em, I'm happy. Bây giờ chị happy là tại giờ con nó lớn rồi. Bây giờ giống như chị trở ngược lại, giống như là mình giống như tuổi của em vậy đó. Sau cái vụ này lâu lâu phải gọi Thủy Tiên lên đây với chị nha. Chạy lên. Có cái là bây giờ chị làm sớm nghỉ sớm, thì nữa là chị bây giờ là enjoy cái life, là bây giờ có cháu thì mình ở nhà chị nuôi chó, have a lot of dogs, rồi you know, mình enjoy differently. Cái quan trọng nhất là bây giờ cái đi hát á là vui lắm, không có phải đi hát, giống như mình không có một cái gọi cái áp lực, cái pressure là mình phải đi hát, mình phải look good. Bây giờ mình ngồi ở nhà không make up, khán giả vẫn xem mình, thương mình thì nói mình đẹp, không thương mình thì nói mình xấu.
it's okay, nhưng mà life is like that. Mình như vậy thôi, nhưng mà it is what it is. Nhưng mà em phải nói cái điều này bởi vì cái điều đó là cái mà em nghĩ là có lẽ em với chị á, là em khi em coi đây là chị nghỉ hát rồi, chị không đi hát nữa, nhưng đúng mà rồi, chị giải nghệ. Dạ. Thì khi mà em đi một vài cái event, thực sự em không có đi nhiều tại vì em cũng ở xa, cho nên khi mà mỗi lần mà em đi mà em gặp chị á, you have this thing mà không phải nhiều người có, là you have the vibe mà thấy chị á, là thấy I feel very comfortable to be around you, and chị cái vibe của chị dễ chịu lắm, mà chị thấy cái gặp chị cái là em thấy nó vui, thấy nó thoải mái, thấy nó nhẹ nhàng, mình chỉ thấy mình enjoy the moment. That's why em nghĩ, that's why tới bây giờ chị, nếu mà mình nói là chị không có già hơn 20 năm trước, it's not right, right? Không đúng. But we grow old, you grow old gracefully. Mà cái đó we grow old but we learn cái gì cũng vậy, nó mỗi cái tuổi nó có một cái đẹp riêng và cái good có một cái tuổi. Mình nghĩ là mình trẻ là mình good. Không, chị bây giờ chị enjoy mỗi cái tuổi mình được hưởng một cái tuổi mới, mình được get older. It's an honor. That's the process of, you know, getting become an adult and then become những như là mình được linh chức đó em. Cứ như là quá sướng rồi chị. Yeah. Em mà nói là bây giờ sau cái COVID-19 này á, là em xong cái là em phải gặp chị. Yeah, we have to get together. Sure. More. Gặp chị mà phải hỏi chị có việc gì làm được không? Em muốn qua em thử em làm. Because I don't mind làm. Nếu mà em thích cái việc đó thì em cũng đã từng làm $5.25 một giờ rồi. You know what? Giống như những người như em cũng như vậy nữa. It's a lot of opportunity. Chị là thích, không phải là làm ăn, không phải là để cho mình không. Làm ăn á, thì